Trong một video gần đây, tôi đã có giới thiệu với anh em về những Pokemon quá sức bá đạo của Gen 9. Và dĩ nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. Trong video này, tôi sẽ tiếp tục mang đến cho anh em một vài ứng cử viên nữa. Có lẽ đấy là cái intro ngắn nhất của tôi từ trước đến giờ. Bắt đầu thôi nào. Tôi sẽ khởi động video ngày hôm nay không phải bằng một mà là hai Pokemon, tại vì chúng là một cặp cộng sinh ăn ý trong cả việc săn mồi cũng như trong chiến đấu. Vốn dĩ hai Pokemon này tách rời nhau ra cũng không hề yếu đuối. Dondozo là một con cá chê hệ nước siêu châu bò, có đặc tính unaware và hoàn toàn không liên quan gì đến Whiskas. Còn Tachigiri mang song hệ rất khủng là nước và rồng, có sức tấn công đặc biệt ngang ngửa với hai Dragon và hoàn toàn có thể bốc hơi đối thủ bằng đòn Draco Meteor của nó. Điều đặc biệt ở đây nằm ở đặc tính Commander của Tachigiri, khiến cho nó nhảy vào mồm của Dondozo đồng đội khi mà hai con này đứng cạnh nhau. Khi đó thì Tachigiri sẽ không thể tấn công hay bị tấn công, còn Dondozo sẽ được tăng đến 2 bậc cho tất cả chỉ số. Nhưng đổi lại là hai con Pokemon này đều sẽ không thể rút về. Nghĩa là lúc này, con cá chê mập sẽ được cường hóa thành boss để solo với hai đối thủ. Cũng không thành vấn đề quá lớn bởi vì nó sở hữu những chiêu thức rất mạnh như là Wave Crash, Earthquake và chiêu độc quyền Order Up sẽ tiếp tục tăng thêm chỉ số cho nó tùy theo màu của con Tachigiri trong miệng. Thậm chí cái chiêu độc quyền này còn mang hệ rồng chứ không phải là cùng hệ nước với Dondozo, chỉ để giữ cho nó không mạnh quá mức cần thiết. Dù mới chỉ khoảng 1 tháng kể từ khi game ra mắt, nhưng cặp cá này đã chứng tỏ là chúng quá mạnh và khiến cho cả meta phải xoay quanh chúng nó. Mọi đội hình được lập ra đều phải kèm theo một phương pháp nào đấy để đối phó với Dondozo và Tachigiri, nhưng chúng nó cũng có câu trả lời cho gần hết các phương pháp. Ví dụ như là Substitute hay là Red Sleep Talk để chống ngủ, chống bỏng, hay là Terra hệ thép để chống Clear Smog của Among Us cũng như là Flower Trick của Mascarada. Và có lẽ cho đến lúc này, chỉ có chiêu hay siêu nhanh nhờ đặc tính Prankster của Macro là phương pháp hiệu quả nhất. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho lũ quạ xuất hiện trong hầu như tất cả mọi team. Việc bị cả xã hội xúm vào counter dẫn đến hệ quả là số người chơi combo Tachigiri và Dondozo đang giảm dần, nhưng chắc chắn là sẽ không thể hoàn toàn biến mất, bởi vì đây vẫn là một combo rất rất mạnh. Và riêng cái việc hai con cá này khiến cho tất cả mọi người phải tìm cách counter chúng đã đủ cho thấy tác động mà chúng gây ra lớn đến mức nào, và chắc chắn là không thể không đề cập đến chúng được. Đã nhắc đến Dondozo thì không thể không nhắc đến Flamigo, bởi vì anh bạn hùng hạc này cũng đã góp phần khá lớn trong một chiến thuật điển hình của cá béo. Đại khái là họ sẽ tìm cách cho con Tachigiri đeo Toxic Orb và chúng độc chết trong mồm Dondozo. Khi đó thì Flamigo sẽ có thể được tung ra thay thế. Và thế là trên bàn có tận 2 con boss với 2 bậc tất cả chỉ số. Điều này có thể xảy ra là nhờ đặc tính Co-Star của Flamigo sẽ cho phép nó sao chép toàn bộ chỉ số của đồng đội đứng cạnh. Có thể là con Pokemon kia đã phải mạo hiểm cả tính mạng để Belly Drum, để Short Dance hay là Book Up. Còn anh bạn hùng hạc này chỉ cần nhảy ra là có thể hưởng sái toàn bộ thành quả. Như tôi đã từng nói thì combo chiêu thức của hệ giác đấu và bay có khả năng phủ sóng cực kỳ rộng. Trong thời điểm hiện tại của Pokemon Scarlet và Violet, số Pokemon có thể cùng một lúc kháng được hai hệ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó thì điển hình nhất là Golden Go. Nhưng kể cả kháng được đi nữa thì cũng khó lòng mà đứng vững được trước một con Flamigo đã tăng 6 bậc attack. Còn nếu như mà không thuận lợi được đến mức đấy thì Flamigo vẫn còn tận 2 slot cho chiêu bổ trợ cơ mà. Có thể mang theo Throat Chop hay là Terra Blast hệ lửa là đủ để xử lý rồi. Bên cạnh đó thì Roost, Wildcard hay là Tailwind có thể cho anh em tha hồ biến đổi chiến thuật đa dạng. Pokemon nhẹ kỳ nhất trong video này, theo đúng nghĩa đen, là gia đình chuột Mousehold, mang hệ thường. Chúng sở hữu chiêu thức bùng nổ dân số, Population Bomb. Khá thú vị ở chỗ tên tiếng Nhật của chiêu này là Nezumi-zan, vốn là thành ngữ để như chuột trong tiếng Nhật. Nhưng chữ gian ở đây cũng có nghĩa là chém, cho nên chúng ta có một gia đình chuột lao vào cắt vụn đối thủ. Population Bomb là chiêu thức đầu tiên trong Pokemon có thể đánh liên tiếp lên đến 10 hit. Nhưng không phải là số hit ngẫu nhiên, mà là mỗi hit có sức mạnh 20 và 90% độ chính xác riêng biệt. Nếu như trượt một hit thì những hit sau sẽ không đánh nữa. Ở điều kiện mặc định thì chiêu này sẽ có khoảng 30% khả năng đánh 10 hit. Nhưng chỉ cần mang theo trang bị Wildlands tăng thêm 10% độ chính xác, tức là mỗi hit sẽ tăng từ 90 lên 99, thì cái tỷ lệ trúng 10 hit sẽ nhảy vọt lên đến 90%. Cho nên trang bị này luôn luôn được ưu tiên hàng đầu nhờ tác động quá lớn của nó.
vốn dĩ đã khá nhanh và có chiêu thức gây sát thương lớn, Mao Sâu còn có thêm một chiêu bổ trợ độc quyền là Tidy Up, cơ bản là một đòn Dragon Dance hoặc là Rapid Spin xịn hơn khi mà nó tăng cả công và tốc sau khi loại bỏ tất cả cam bẫy, thậm chí là cả hình nhân thế mạng ở trên sàn. Và còn gì nữa không ta? Dĩ nhiên là còn rồi, Technician, đặc tính tăng gấp rưỡi sát thương cho những chiêu thức có power từ 60 trở xuống. Khi đó thì 10 hit Population Bomb sẽ có power nhẹ nhàng khoảng 300, đủ để tiễn tất cả những cái bạn không kháng lên đường. Cơ mà lưu ý là nếu như đối thủ có đặc tính hay là trang bị phản đam thì cái đứa lên đường sẽ là bạn đấy nhá. Mao Sâu cũng sở hữu một kho tàng chiêu thức hỗ trợ rất khó chịu cho đầu đôi như là Follow Me, Helping Hand, Taunt, Encore, Feint và Super Fang. Điều tuyệt vời nhất ở đây là nó có thể vừa hỗ trợ vừa tạo áp lực với Population Bomb cùng một lúc, khiến cho đối thủ phải cân nhắc suy nghĩ xem là liệu nó sẽ lao vào cắn mình hay là hút chiêu cho đồng đội. Có quá nhiều sự lựa chọn ở đây, và giới hạn của gia đình chuột này có lẽ chỉ nằm ở sự sáng tạo của người sử dụng mà thôi. Mascot của 7up là bằng vàng nguyên khối, xong rồi bị ma nhập vào biến thành Pokemon này. Golden Go mang song hệ thép và ma. Yes, một song hệ cực kỳ chắc chắn, kháng đến 9 hệ và miễn nhiễm thêm 3 hệ khác. Chỉ có vậy thôi có lẽ đã đủ để khiến cho vài anh em chốt đơn rồi. Tuy là hệ thống chỉ số của Pokemon này không quá ấn tượng đến mức khủng khiếp, nhưng mà cũng chắc chắn là không hề tệ một chút nào, với tận 133 công đặc biệt cơ bản để khiến cho cái chiêu thức độc quyền đáng sợ của nó càng trở nên đáng sợ hơn, đó là Make It Rain. Đây thực sự là một chiêu Imba, lên đến 120 power, 100% độ chính xác, và gì nữa, nó đánh trúng cả hai đối thủ trong đầu đôi. Tất cả những gì phải đánh đổi đó là giảm một bậc công đặc biệt sau khi sử dụng. Nếu như chúng ta so sánh với những chiêu như là Overheat hay là Leaf Storm chỉ mạnh hơn chiêu này có 10 power, chỉ chúng có một mục tiêu mà bị giảm tận 2 bậc công, thì Make It Rain thực sự là quá lãi so với quy định. Bên cạnh đó thì Golden Go còn có cả Nasty Plot và Metal Sound để gia tăng sát thương theo cấp số nhân. Đây là một trong số ít những Pokemon có thể solo Red 6 sao khá là dễ dàng. Vậy để ngăn nó tấn công, ngăn nó setup, có lẽ chúng ta sẽ phải taunt nó hay là du ngủ nó hay là gì đấy đúng không? Không được đâu bé ơi, bởi vì đặc tính của Golden Go là Good as Go, cho phép nó miễn nhiễm với tất cả các chiêu thức hiệu ứng. Không phải là miễn nhiễm trạng thái kiểu như là ngủ hay là độc đâu nhá, mà là miễn nhiễm cái chiêu thức đấy luôn. Ví dụ như là taunt, scary face, parting shot các kiểu đó. Phải cái là nó cũng miễn nhiễm luôn với cả chiêu của đồng đội như là Helping Hand chẳng hạn. Cơ mà tôi nghĩ thế cũng hợp lý thôi, nếu không thì sẽ không ai chịu nổi cái chiêu Make It Rain của nó mất. Golden Go là Pokemon duy nhất có thể miễn nhiễm với cả Defog và Rapid Spin, khiến cho đối thủ gần như không thể xóa bỏ cạm bẫy trên phần sân của họ. Dĩ nhiên, bản này cũng có thêm chiêu Tidy Up của con Mao Sâu mà tôi vừa nói lúc nãy, nhưng nếu con chuột mà dám lộ mặt ra trước Golden Go thì cũng chắc kèo là không có đường về. Cái con mà tôi đã rate gần best trong bảng xếp hạng Pokemon hệ giác đấu, bây giờ nó lên đời rồi anh em ạ. Primeape đã có một dạng tiến hóa mới tên là Annihilate, mang song hệ giác đấu và ma. Đây là song hệ mà về mặt công kích chỉ có hai Pokemon kháng được combo staff của nó, đó là Hisuian Zoroark và Zoroark. Nhưng mà bây giờ Hisuian Zoroark vẫn chưa được nhập cảnh, cho nên chúng ta hãy tạm thời gạt nó sang một bên nhé. So với Primeape thì Annihilate dĩ nhiên là đấm đau hơn và trâu hơn rất rất nhiều. Trâu đến cái mức mà nó có thể ôm om cảm tử bằng chiêu Final Gambit cực kỳ hiệu quả. Nếu như không biết cách đối phó thì thường sẽ chắc kèo một đổi một ngay lập tức và có thể loại bỏ những đối thủ nghiêm trọng. Thêm đặc điểm miễn nhiễm phách cao thì cái trò này rất là thích hợp để mở màn cho các team Trick Room. Còn nếu như anh em không thích hy sinh thì cái lượng sinh lực khổng lồ này cũng giúp cho NLF chịu đòn rất là tốt, bởi vì khả năng chịu đòn cũng là chìa khóa cho sức mạnh mới của nó đến từ chiêu thức độc quyền Red Fist. Đây là chiêu thức hệ ma với sức mạnh khởi điểm là 50. Mỗi khi mà Annihilate bị đánh trúng một hit thì chiêu này sẽ mạnh thêm 50 nữa. Thật ra là chỉ cần một hit thôi đã đủ mạnh hơn Shadow Ball rồi, nhưng tiềm năng của Red Fist có thể lên đến 350 power nếu như bị trúng đến 6 hit. Xịn hơn nữa là kể cả khi được rút về thì sức mạnh của chiêu này cũng không bị reset. Annihilate sở hữu đến hai đặc tính giúp cho nó không bị Intimidate, đó là Inner Focus và Defiant. Thậm chí Defiant còn khiến cho nó được tăng đam. Còn những chiêu thức hệ giác đấu vốn đã rất là lợi hại rồi, chúng ta có thể kể đến Close Combat, Brain Punch, Brick Break, Book Up, nó đều học được cả. Thiếu mỗi cái Max Punch thôi, cơ mà tốt nhất là không nên chắc thêm cánh cho con này. Lại là một Pokemon cũ được thêm dạng tiền hóa, nhưng mà khác với Primeape thì Bisharp vốn đã là một Pokemon khá mạnh mẽ rồi.
Cho nên cái việc mà nó có thêm dạng tiền hóa là điều mà tôi không ngờ là sẽ xảy ra sớm đến thế. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta ở đây với King Gambit. Mang khá nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Annihilate, King Gambit cũng được tăng rất nhiều công thủ sau khi tiến hóa, cũng bị giảm tốc độ và cũng mang đặc tính Defiant. Tuy nhiên, King Gambit có một thứ mà Annihilate không có, đó là chiêu thức ưu tiên, thậm chí còn là một trong những chiêu thức ưu tiên mạnh nhất, Sucker Punch. Các ông nghĩ là có chiêu thức có thể khắc hệ được tôi á? Cứ chịu một đấm đi đã rồi chúng ta nói chuyện nhá. Một đặc quyền của những Pokemon chậm chạp đó là chúng nó chẳng cần phải quan tâm đến tốc độ nữa mà có thể đầu tư hoàn toàn vào sức tấn công. Nhất là khi mà King Gambit được kích hoạt Terra hệ bóng tối, giúp cho nó có thể phòng tôm cực kỳ dễ dàng ngay cả khi chưa hề setup. Còn nếu muốn setup thì Sword Dance lúc nào cũng sẵn sàng, kèm theo những chiêu thức tấn công rất là mạnh như là Iron Head hay là chiêu thức độc quyền Coastal Cliff không bao giờ trượt. Nếu như anh em là người thích đánh chắc chắn và không muốn phụ thuộc vào đối thủ để kích hoạt đặc tính Defiant, thì Pokemon này còn có một đặc tính hay ho nữa là Supreme Overlord, sẽ gia tăng 10% công vật lý và công đặc biệt cho King Gambit với mỗi đồng đội đã bất tỉnh. Trong đấu đơn 6v6 thì đặc tính này sẽ tăng đến tối đa là 50%, còn trong đấu đôi VGC thì chỉ được có 30% thôi. Nhưng mà với sức công phá khủng khiếp vốn có của King Gambit thì tôi nghĩ con số này cũng quá đủ để cho nó dọn bàn rồi. Và đó vẫn chưa phải là tất cả, nhưng mà có lẽ tôi sẽ phải dừng video ở đây cho nó đỡ dài quá và dành phần để nói tiếp trong những video sau. Đợt vừa rồi có lẽ tất cả những anh em đặt áo đều đã nhận được hàng và tôi cũng đã nhận được feedback của một số người. Và hiện tại thì tôi vẫn còn một lượng nhỏ áo mà tôi in thừa ra để cho những anh em nào không kịp đặt lần trước có thể order tiếp dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Giờ thì tôi sẽ gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!